Và chiều nay, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Trung ương Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban chỉ đạo cuộc vận động của thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo cuộc vận động của thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chuyển biến rõ nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của hầu hết cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế là nhận thức và hành động của khối doanh nghiệp đối với cuộc vận động. Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị chưa tập trung cho công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị thành phố đẩy mạnh cuộc vận động, chú trọng về chất lượng, tạo ra nhiều mô hình điển hình tốt, chú ý những tấm gương cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của cán bộ đảng viên. Điều này góp phần đẩy lùi những suy thoái về mặt tư tưởng đạo đức trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra của các ngành các cấp, vai trò quan trọng của đảng viên, cán bộ chủ chốt, tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả những tờ báo có số phát hành lớn hiện nay, chứ không nên bó hẹp ở những tờ báo đảng, báo ngành.